Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay hãy cùng mình dạo quanh khu bãi cát này để xem là mình có nhặt được đồ chơi gì mới không nha mấy bạn. Hôm nay mình đem thêm heo một cái sọt để đựng đồ chơi nha mấy bạn. Rồi mình đi thôi nha mấy bạn, let's go. Ơi, ở dưới cái hố này mình thấy có rất là nhiều đồ chơi bị rơi xuống hố nữa mấy bạn. Bây giờ cùng mình giải cứu nó lên nha mấy bạn. Đầu tiên ở đây là mình thấy có một chiếc máy bay các bạn. Chiếc máy bay màu xanh nước biển nha mấy bạn. Cool. Wow. Rồi mình để sọt nha. Rồi chiếc kế tiếp là một chiếc xe cẩu nha các bạn. Màu xanh dương nha. Wow, hít quá mấy bạn ơi. Còn đây một bạn xe mô tô nha mấy bạn, màu đỏ nha. Wow, nhìn chiếc này chiến quá ha mấy bạn. Hôm nay mình trúng mánh rồi mấy bạn ơi. Còn đây là một bạn xe tải màu cam nha bạn. Xe tải mini nha mấy bạn. Xe này có 4 bánh nha. Còn chiếc này, một chiếc xe bồn nha bạn. Xe bồn màu vàng nha. Mình có thể chứa nước ở đây được nha mấy bạn. Còn đây, một xe bạn xe trộn bê tông nha bạn. Mình có thể trộn ở đây được nè mấy bạn. Xe màu xanh dương ha. Xe này thì chỉ có một ghế ngồi thôi mấy bạn. 4 bánh ha. Wow, tuyệt phẩm mấy bạn ơi. Rồi giờ mình đi tiếp nha, coi mình kiếm được đồ chơi gì mới nữa không nha. Wow, ở đây mình thấy có rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn nè mấy bạn ơi. Wow, mình sẽ khám phá từng chiếc nha mấy bạn. À, đầu tiên ở đây mình thấy có một bạn xe tải màu đỏ nha các bạn. Có hai ghế ngồi nha. Nó dính cát rồi, một hồi mình về mình rửa ra nha các bạn là nó sẽ mới lại nha. Rồi, chiếc kế tiếp. Một chiếc xe nhìn nhọn nha các bạn. Xe này có hai màu luôn ha. Màu đỏ nè, còn ở đây thì màu xanh. Wow, xe này nhìn lạ quá mấy bạn. Độc lạ nha mấy bạn. Rồi, còn chiếc này là chiếc xe tải màu đỏ cam nha, đỏ vàng nha mấy bạn. Còn chiếc này cũng là xe tải nhưng mà nó màu đỏ trắng. Hai chiếc giống nhau quá mấy bạn. Để mình lấy ra mình so sánh thử nha. Mình so sánh coi là nó có giống nhau không nha. Wow, hai anh em song sinh luôn mấy bạn. Hai chiếc nhìn giống nhau quá mấy bạn, chỉ khác là màu vàng với màu trắng thôi. Rồi, còn đây một chiếc xe bán tải màu xanh lá nha mấy bạn. Xe này thì có hai ghế nha mấy bạn. Rồi, còn chiếc xe này là chiếc xe chở rác nha mấy bạn. Mình có thể để rác ở đây nè, mình đổ vô ổ ga được luôn nha. Wow, xe này thì chỉ có một ghế thôi nha mấy bạn. Còn chiếc này xe bồn nha mấy bạn. Xe bồn màu đỏ xám nha. Xe này có hai ghế nha mấy bạn. Wow, nó có tới 6 bánh lận mấy bạn ơi. Còn đây một chiếc xe cần cẩu nha mấy bạn. Mình có thể múc cát được luôn nha mấy bạn. Wow, hít quá mấy bạn ơi. Rồi, mình để vô nha. Rồi mình hồi mình lấy mình múc cát cho mấy bạn xem nha. Còn đây là một chiếc xe cứu quả nha mấy bạn. Xe này cũng có hai ghế nha. Xe này mình dành dập lửa được được mấy bạn. Wow, xe này thì cũng có 6 bánh luôn nha mấy bạn. Còn đây một bạn xe ben nha mấy bạn. Xe này có 4 bánh rất là bự luôn á. Bánh này là khổng lồ luôn mấy bạn. Rồi để vô luôn nha. Còn đây là một chiếc xe hang nha các bạn. Xe hang màu vàng nha. Wow, xe này bự lắm mấy bạn ơi. Rồi, mình để vô nha. Gần đầy sọt rồi mấy bạn ơi. Còn chiếc cuối cùng ở đây là chiếc xe bán tải nha các bạn. Màu xanh đỏ nha. Xe này thì bánh của nó cũng rất là bự luôn á mấy bạn. Rồi hôm nay á,
mình thu hoạch và tìm kiếm được đầy sọt các bạn, được đầy sọt cầu chơi luôn rồi mấy bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Và bây giờ mình đem đồ chơi này vô mình rửa nha các bạn, rồi mình đem vô nhà nha các bạn.